Ngày 9 tháng 9, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ với Lý Quán Hoàng, sinh năm 1997, ngụ quận Bình Tân, để điều tra về hành vi vô ý làm chết người. Theo điều tra, khoảng 21 giờ 30 ngày 7 tháng 9, Hoàng và Lý Quang Lợi, sinh năm 2004, ngụ quận Bình Tân, là em ruột của Hoàng, xảy ra cự cãi dẫn tới đánh nhau. Sau đó, Lợi cầm cây đập vào đầu Hoàng khiến Hoàng bị thương. Bực tức, Hoàng đi xuống bếp lấy cây kéo xông vào đâm vào người Lợi. Người cha thấy vậy nên vội can ngăn. Trong lúc giằng co, Hoàng vô ý đâm trúng cây kéo vào ngực, cổ của cha mình. Sau đó cả hai anh em đưa cha đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng do vết thương quá nặng, người cha đã tử vong.